Thầy nghe thấy có vẻ học từ vựng có là vấn đề lớn nhất của em bây giờ phải không? IELTS thì luôn luôn đòi hỏi một vốn từ vựng rất là rộng, vì nó là tiếng Anh học thuật chứ nó không phải tiếng Anh giao tiếp. Nếu như tiếng Anh giao tiếp nó chỉ cần khoảng 2.500 từ là các em có thể giao tiếp được rồi, thì IELTS cần 10.000 từ thôi, tức là gấp có 4 lần thôi. Thế làm thế nào để ghi nhớ từ vựng thì sẽ là một cái vấn đề rất là lớn. Và hôm nay thầy dạy cho các em phương pháp ghi nhớ, mình gọi là siêu trí nhớ từ vựng, tức là chúng ta có thể ghi chép, ghi đến đâu nhớ đến đấy, gọi là ghi chép để ghi nhớ. Phương pháp này gọi là phương pháp scan note. Bây giờ thì trước khi đi vào phương pháp này để chứng minh siêu trí nhớ từ vựng là có thật, chúng ta chơi một trò chơi về từ vựng nhé. Tức là chúng ta sẽ đưa ra khoảng 20 từ vựng khác nhau, tức mỗi em đưa ra cho thầy một từ. Khi mà có hết đủ 20 từ rồi thì chúng ta dừng lại. Sau khi có 20 từ vựng đó thì thầy sẽ sử dụng 1 phút để tập trung ghi nhớ 20 từ đó. Khi sau 1 phút đó, các em sẽ có thể yêu cầu thầy đọc bất cứ một trình tự nào các em muốn. Ví dụ như là đọc theo chiều xuôi từ 1 đến 20, hoặc đọc ngược lại từ 20 về 1. Nhưng với nguyên tắc là gì? Một từ vựng kèm với một vị trí của nó, tức là một thông tin mới. Tức là về bản chất, sau 1 phút thầy đã nhớ được 20 thông tin mới có trình tự cố định. Trình tự đấy sẽ là diagnosis, Husband, obvious, hazardous, experiment, undergo, catastrophe, apprehension, certainable, ability, regardless, charismatic, the atmosphere, endanger, disappear, contribute, individuals, honestly, environment, improve. Ok, mình nhớ xong danh sách này rồi. Rồi, xin mời em. Thầy có thể đọc lẻ các số theo trình tự lẻ, theo chiều xuôi và chẵn ngược lại không ạ? Một thách thức thú vị đây. Thầy sẽ cố gắng nha. Thầy đọc số lẻ trước nha, số lẻ theo từ 1 đến 19, xong sau đó số chẵn là từ 20 trở về 2, đúng không? Ý em là như thế, đúng không? Ok, thầy cố gắng xem nào. Số 1 là diagnosis, số 3 là obvious, số 5 là experiment, số 7 là catastrophe, số 9 là sustainable, số 11 là regardless, số 13 là atmosphere, số 15 là disappear, số 17 là individuals, số 19 là environment, số 20 là improve, số 18 là honestly, số 16 là contribute, số 14 là endanger, số 12 là charismatic, số 10 là ability, số 8 là apprehension, số 6 là undergo, số 4 là hazardous, và số 2 là horseman. Thế để đọc các số, số 3, số 7, số 9, số 11 và số 12 đúng không? Ok, số 3 là obvious, số 7 là catastrophe, số 9 là sustainable, số 11 là regardless, số 12 charismatic. Ok, big hand. Hi, thank you. Thì có thể đọc theo trình tự là những số mà chia hết cho 3. Những số chia cho 3. Ok, thì đầu tiên phải là 3 trước đúng không? Số 3 là obvious, số 6 là undergo, số 9 là sustainable, số 12 là charismatic, số 15 là disappear, số 18 là honestly. Như vừa rồi thầy đã trình diễn với các em kỹ thuật của siêu trí nhớ, tức là những cái kỷ lục gia trí nhớ từ vựng họ sử dụng cái phương pháp này. Và điều này khi mà học được thì ai cũng làm được, thầy làm được và các em cũng làm được. Em muốn học không? Ok, thầy sẽ giúp các em nhớ được bao nhiêu từ vựng cũng được, tùy ý. Và nhưng không nhất thiết phải theo trình tự. Nhưng mà học đến đâu nhớ đến đấy, ghi chép đến đâu nhớ đến đấy. Ai cũng có siêu trí nhớ từ vựng, tức là thầy cũng như các em đều có bộ nhớ như nhau đấy. Và nếu muốn là có thể vận dụng được, chẳng qua là cách nhớ khác nhau mà thôi. Chúng ta cần phải thay đổi cách học. Bởi vì chúng ta sẽ học theo cách cũ là gì? Chúng ta sẽ nhớ bằng gì ạ? Chữ viết trước. Chúng ta cắm đầu cổ học chữ viết, ghi nhớ bằng chữ viết. Trong khi đó não người chúng ta có thân thiện với chữ viết không? Câu trả lời là không. Ví dụ nhắc chữ con voi, trong đầu chúng ta có chữ con với voi hiện ra không? Mà chỉ có gì thôi? Hình ảnh con voi hiện ra rồi đúng không? Như vậy não chúng ta thân thiện với hình ảnh hơn, thân thiện với âm thanh hơn, chứ không thân thiện với chữ viết. Nhưng đáng tiếc là chúng ta lại tập trung quá nhiều vào chữ viết để học. Thực chất chữ viết là trừu tượng hóa cao độ của hình ảnh. Nên điều đó mà chúng ta chỉ nhớ bằng chữ viết là rất là khó. Thế thì cách thức chúng ta phải làm ngược lại. Ngược lại là như thế nào? Ngược lại là như thế này đây. Kỹ thuật thầy dạy các em gọi là kỹ thuật scan note, là ghi chép để ghi nhớ. Nếu như chúng ta đọc ghi chép ở bên này: Hello, my name is Kyle Steed. I live in the Lone State of Texas with my wife Amanda.
We have two dogs, Ben and Sam. Our dogs are so crazy. I have to work hard to pay the bills every month. Thì đọc cái này và chúng ta nhớ nó tương đối khó. Kể cả một đoạn văn dễ thế này. Có đúng không? Nhưng chúng ta chuyển nó sang đây. Chuyển sang đây. Thì câu chuyện hoàn toàn khác. Các em nhìn đọc bên này nó có khác gì bên kia không nhá? Hello, my name is Kyle Steed. I live in the lone state of Texas with my wife, Amanda. We have two dogs, Ben and Sam. They are so crazy. I have to work hard to pay the bill every month. Về bản chất là không khác gì nhau. Có thể đọc lệch một vài từ, nhưng về bản chất là chúng ta vẫn đọc hết nội dung, vẫn hết ý như vậy. Và cũng không ảnh hưởng đến và cũng không cần phải vận dụng một cái trí nhớ gì siêu việt cả. Thì thay vì chúng ta sẽ đi vào những cái kỹ thuật phức tạp thì thầy giải quyết em rất đơn giản thôi. Vận dụng mô hình là gì? Là visual, là nhìn. Audio hoặc là audible, ok, là sử dụng âm thanh, kinesthetic. Nhưng mà đây không vận động cơ thể mà vận động bằng quá trình là gì? Là trải nghiệm một câu chuyện trong não của mình. Và trí nhớ thực sự chúng ta sẽ phát huy rất nhanh nếu chúng ta chuyển đổi tất cả bảng chữ viết này sang cái bảng sketch note. Như thầy đã nói, sketch note, sketch là ký họa và note là ghi chép. Ghi chép để ghi nhớ, sketch note, đây là một kỹ thuật rất là thú vị. Để có thể ghi nhớ được tốt, chúng ta sẽ phải chú ý là chúng ta sẽ phải vận dụng âm thanh và hình ảnh. Chứ không chỉ hình ảnh không, hay cũng không chỉ là âm thanh không, mà vận dụng cả âm thanh hình ảnh. Tức là nhìn một từ, chúng ta sẽ phải phát âm đúng, xong chúng ta liên hệ với hình ảnh của nó. Là từ đó chúng ta sẽ nhớ rất là dễ, ok? Bây giờ xin mời các em phát âm theo thầy nào. Từ đầu tiên, odd. Liên tưởng sang hình ảnh của nó, nhìn thấy hình ảnh cái màu xanh khác biệt chưa ạ? Mình gọi là lập dị đi, cứ khác biệt gọi là lập dị đi. Ok, phát âm theo thầy nào. Odd. Odd. Tuyệt vời. Kiêu ngạo này. Arrogant. Arrogant. Phát âm để phát âm hiệu quả và nhớ được phát âm đúng trọng âm. Arrogant. Arrogant. Phát âm cái chữ arrogant, các em liên hệ với anh chàng đeo kính nha. Ok, nhìn anh chàng đeo kính liên hệ với người arrogant nha, anh đeo kính râm đó. Journalist. Journalist. Hăng hái lên, nhiều năng lượng lên mình nhớ tốt. Journalist. 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 Tuyệt vời. Rồi chữ vấn đề, tức là bức thư có một cái dấu chấm than trên mặt bức thư đấy là vấn đề. Matter. 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 Rất tốt. Phong cách này, phong cách sống, các em đọc theo thầy. Anh chàng đội mũ lệch cầm cái chuyện ván này. Lifestyle. 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 Tuyệt vời, phát âm âm cuối như thế là rất tốt. Ok, chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã nhớ được thực sự năm từ này chưa nha. Bằng hình ảnh, chúng ta liên hệ nha. Từ thứ nhất là từ gì thế? Wow, nhớ tốt đấy chứ. Từ thứ hai là gì đấy? Wow, siêu nhỉ. Rồi, từ thứ ba là từ gì ạ? Wow, từ số 4 là gì ạ? Từ số 5? Các em thấy không? Não của mình làm việc rất kỳ diệu. Chúng ta không cần phải cố gắng ghi nhớ gì cả, mà nó dễ dàng ghi nhớ vào não chúng ta nếu chúng ta sử dụng phương pháp hình ảnh hóa. Ok, liên hệ hình ảnh hóa nhớ rất nhanh. Chúng ta chuyển sang năm từ khó hơn. Nào, sở hữu cả nhà, cái bàn tay nắm cả nhà và cả khóa kia. Các em phát âm cho thầy. Own. 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 Phát âm rõ âm cuối, rất tốt. Rồi, cái bộ sưu tập các em phát âm là gì thế? Collection. 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 Tuyệt vời, bộ sưu tập. Rồi, cái xe mui trần, những chiếc xe mui trần số nhiều nha, những xe mui trần. Convertibles. 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 Không phải con mà là can, can. Đuôi nó là âm yếu, các em phát âm mạnh âm này lên. Ver. Convertibles. 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 Rồi, như vậy là trọng âm thì phát âm mạnh, còn xung quanh nó yếu, yếu là âm ơ, 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 hoặc âm e, trong trường hợp này e. Đó, thì nó là âm yếu nhá. Tiếp tục, từ số 9 này, các em phát âm cho thầy. Hobby. Hobby. Đấy, một trái tim đỏ rực với đủ thứ trong trái tim đấy. Các em phát âm cho thầy. Hobby. Hobby. Tuyệt vời, từ số 10. Nếu như từ số 6 sở hữu là có cả nhà cả khóa, thì số 10 là chỉ là thuê thôi. Đâm ra đọc là rent. 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 Rồi, từ thứ nhất là gì ạ? Own. À, từ thứ 6 là own. Từ số 7 là gì ạ? Collection. Collection, đúng rồi. Xe mui trần đọc là gì ạ? Convertibles, tuyệt vời. Sở thích đọc là gì ạ? Hobby. Tuyệt vời, hobby, hobby âm nửa o. Hobby, ok. Và cuối cùng là thuê mướn là gì ạ? Rent. Ồ, chúng ta nhớ hoàn toàn chính xác. Sao nhớ siêu thế? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chuyện là đưa thành câu chuyện vui cái đã. Các em nghe thử câu chuyện này nhá. I am an odd and arrogant journalist. That doesn't matter. I love my lifestyle. I own a collection of convertibles as a hobby. So I have to rent several parking lots in the basement of my apartment building for my cars. I often hang out with my neighbors in the building in my spare time or send them postcards when I travel to some gorgeous countries. Sometimes I just want to go somewhere off the beaten track to enjoy some local cuisine. Đây là câu chuyện chúng ta sẽ đưa vào, nhưng các em sẽ không phải nhớ bằng danh sách chữ này.
không phải nhớ bằng bức tranh chữ này mà chúng ta nhớ bằng bức tranh có hình ảnh. Đây là cách chúng ta ghi nhớ, chuyển từ cái chữ này sang cái hình ảnh này. Chúng ta cùng làm nhá. Chúng ta thực hiện từng bước một, các em thấy rất dễ dàng. I am an art and arrogant. Đọc theo thầy nào. Rồi, I am an art and arrogant. Nhà báo là gì đấy? Journalist. Các em thấy không thầy nào? Journalist. That's very good. Okay. Tiếp nha. That doesn't gì đây? Matter. Again, that doesn't matter. Lại nha. I am an một. Số 2. Số 3. Journalist. That doesn't. Số 4. Matter. Wow, very good. Come on. I love my lifestyle. Siêu thế. I love my lifestyle. Very good. Đến bước một bộ khó hơn. I own. Very good. Again, I own a collection of convertibles as a hobby. So I have to rent several parking lots in the basement of my apartment. Wow, of my apartment for my cars. Very good, very good. Come on. I often hang out. I often hang out with my neighbors. With my neighbors in the building in my spare time, or send them postcards when I travel to some gorgeous countries. Very good. Sometimes I just want to go somewhere. Sometimes I just want to go somewhere and enjoy some local. Siêu thế. Bây giờ ai sẵn sàng đọc lại 20 từ vựng này theo cái bảng sketch note này nhỉ? Vâng, xin mời Minh. I am an odd and arrogant journalist. Correct. Doesn't matter. Very good. My lifestyle. I own a collection of convertible as a hobby. I have to rent several parking lots at the basement of my apartment buildings for my cars. Very good. I often hang out with my neighbors in the in my spare time and send them postcards whenever whenever I travel to gorgeous countries. Very good. Sometimes I just want to go somewhere off the beaten tracks and enjoy some local cuisine. Very good, big hand. Wow, very good. Như chúng ta đã thấy, chúng ta có thể ghi nhớ được 20 từ vựng trong một thời gian cực kỳ ngắn, mà không chỉ là từ vựng rời rạc mà chúng ta có thể đọc theo một bối cảnh vì chúng ta sử dụng kỹ thuật sketch note. Nó là một kỹ thuật rất thân thiện với bộ não, và chúng ta cần phải nhớ rằng não chúng ta có một cái dung lượng ghi nhớ là vô hạn so với tuổi thọ của chúng ta. Bởi vì cái dung lượng ghi nhớ của bộ não chúng ta, nếu như một sợi neuron thần kinh, chúng ta có một cái nhân và 20.000 cái thân, cái tua ngắn để kết nối của một cái thân thế này, thì chúng ta có thể tạo ra tới 10^6 triệu thông tin có thể ghi nhớ được trong bộ não của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc là người ta phải phát sóng truyền hình 300 năm liên tục mới đầy được cái ổ cứng này. Nên do đó chúng ta có thể ghi nhớ mà không sợ hết cái bộ nhớ của mình. Và cái phương pháp siêu trí nhớ này thực chất nó chỉ là một cái phương pháp thân thiện với bộ não chúng ta thôi. Nhớ bằng hình ảnh, theo một trình tự, câu chuyện và bằng âm thanh. Lúc đấy chúng ta có thể nhớ một cách hoàn hảo được.